những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Còn bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Hứa Minh Đạt bất ngờ khoe ảnh cưới 9 năm trước với Lâm Vĩ Dạ. Chỉ khoe ảnh cưới 9 năm về trước gọi vợ là con sư tử này đã được rước về, Lâm Vĩ Dạ đã giận yêu khiến anh đã vô cùng thích thú. Hình ảnh trong đám cưới cách đây 9 năm cùng Lâm Vĩ Dạ vừa được Hứa Minh Đạt chia sẻ. Đáng chú ý hơn hết chính là độ lầy lội mà Hứa Minh Đạt khi gọi bà xã là con sư tử khiến fan vô cùng thích thú và cười. Chiều qua trên trang cá nhân, Hứa Minh Đạt gây bất ngờ khi khoe hai tấm ảnh cưới được chụp trong hôn lễ, được tổ chức cách đây 9 năm cùng bà xã Lâm Vĩ Dạ. Dù đã tận 9 năm nhưng hai bức ảnh đều đã có dấu vết phai màu trắng và hư hỏng ở các góc. Tuy nhiên diện mạo của Hứa Minh Đạt và Lâm Vĩ Dạ vẫn còn nhìn thấy rõ so với thời điểm hiện tại. Giống như những cặp vợ chồng khác, cả nam diễn viên cùng vợ cùng nhau diện trang phục áo dài truyền thống dành riêng cho đám cưới. Khi chia sẻ hình ảnh đám cưới cùng vợ, Hứa Minh Đạt không quên hé lộ cảm xúc hiện tại sau khi nhìn lại khoảnh khắc hạnh phúc sau 9 năm chung sống với Lâm Vĩ Dạ. Anh còn lầy lội viết, đi bắt con sư tử về nhà sống chung mà mặt háo hức gớm. Ảnh cưới 9 năm trước được Hứa Minh Đạt chia sẻ trên trang cá nhân. Ngay sau khi ông xã chia sẻ ảnh cưới 9 năm trước, đáp trả lại Hứa Minh Đạt, Lâm Vĩ Dạ nhanh chóng bình luận, nhưng dường như cô đang giận đến chồng, tôi là con sư tử Bạc Liêu theo lời của xá xị. Hồi đó anh trẻ ghê, giờ đỡ nhiều rồi, sư tử mà bao người muốn bắt về nuôi anh ơi, anh gan ghê. Em chúc anh Đạt và chị Dạ luôn được nhiều sức khỏe nhé, dễ thương quá Đạt ơi, sư tử dễ thương mà anh, muốn mang bé sư tử đó về nhà nuôi. Sư tử của anh là cực phẩm á, anh bỏ ra là mất liền, hàng quý hiếm. Những lời bình luận thích thú của mọi người dành cho Hứa Minh Đạt và Lâm Vĩ Dạ. Hai vợ chồng nữ diễn viên cùng từng học chung đại học sân khấu điện ảnh. Lâm Vĩ Dạ từng cho biết cô từng thần tượng ông xã từ năm 14-15 tuổi, mãi đến 4 năm sau cô mới cơ hội bày tỏ. Sau một năm hẹn hò, Lâm Vĩ Dạ Hứa Minh Đạt đã quyết định kết hôn và cùng nhau xây dựng gia đình vào cuối tháng 7-2010. Hai vợ chồng hiện nay đã có hai cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu là Khôi Vĩ và Khôi Nguyên. Để kỷ niệm 8 năm ngày cưới vào năm 2018, vợ chồng Lâm Vĩ Dạ Hứa Minh Đạt chụp ảnh cưới cùng hai con trai là bé Bánh Mì và Xá Xị, ghi dấu tình yêu, dành cho nhau bước sang trang mới. Hiện hai vợ chồng là một trong những cặp đôi danh hài đắt show của showbiz Việt. Tiết lộ bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình được bền lâu, Lâm Vĩ Dạ tâm sự, mỗi người nhịn một chút vì gia đình, vì con cái. Mối quan hệ nào cũng vậy chứ không riêng vợ chồng, sự tôn trọng nhau luôn phải đặt lên hàng đầu mới giữ mọi thứ bền lâu được. Mạc Văn Khoa hát hit 15 năm của Ân Hoàng Phúc, fan bất ngờ. Lần đầu thể hiện tài lẻ ca hát, thánh lầy Mạc Văn Khoa đã khiến fan lo sợ, sắp cướp hit Ân Hoàng Phúc. Mới đây, clip Mạc Văn Khoa ngẫu hứng cover ca khúc đình đám một thời của Ân Hoàng Phúc, Vì Sao Trong Lòng Tôi, khiến khán giả vô cùng phấn khích. Đặc biệt, nam diễn viên còn khiến công chúng bất ngờ hơn khi thể hiện trọn vẹn ca khúc hay như ca sĩ. Đây là lần hiếm hoi Mạc Văn Khoa khoe giọng hát của mình với khán giả. Tuy chỉ là ngẫu hứng trên bàn nhậu, nhưng nam diễn viên nhanh chóng nhận được lời khen không ngớt. Nhiều người còn hài hước cho rằng Mạc Văn Khoa đang tính cướp hit của Ân Hoàng Phúc vì quá hợp giọng với bài hát này. Không nghĩ em lại hát hay đến như vậy, nhớ Ân Hoàng Phúc quá, phải nhớ tuổi trẻ nữa, tuổi thơ dữ dội ô về, 8X 9X mới biết bài này nhé. Hay quá bạn ơi, lâu lắm rồi mình mới được nghe lại, một số bình luận để lại. Vì Sao Trong Lòng Tôi là ca khúc nằm trong album Vol 3 của nam ca sĩ Ân Hoàng Phúc. Bản hit được ra đời cách đây 15 năm trước và đã từng được rất nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X yêu thích. Bất ngờ nghe được Vì Sao Trong Lòng Tôi với một phiên bản khác khiến cộng đồng mạng không khỏi phấn khích. Được khán giả yêu mến gọi với cái tên thánh lầy, Mạc Văn Khoa luôn coi nét xấu lạ của khuôn mặt mình là công cụ diễn hài hữu hiệu nhất. Ngày càng được công chúng quan tâm, không chỉ ở vai trò diễn viên hài, anh chàng còn thử sức ở các vai diễn viên điện ảnh MC. Nhưng đây lần đầu tiên khán giả có dịp nghe Mạc Văn Khoa hát. Nam diễn viên thường xuyên mua vui cho khán giả bằng những tạo hình gây cười trên mạng xã hội. Tuy là người sống nội tâm và ít tiếp xúc với người lạ ở cuộc sống đời thường, nhưng nam diễn viên sinh năm 1992 lại hoàn toàn khác khi đứng trên sân khấu. Nét diễn duyên tự nhiên cộng với sự giản dị mộc mạc ở Mạc Văn Khoa chính là điều khiến khán giả ấn tượng. Hiện tại sau khi thành công vang dội với vai diễn mang màu sắc hài hước trong Lật Mặt 4 của Lý Hải, Mạc Văn Khoa vẫn chăm chỉ xuất hiện ở nhiều game show giải trí, thử sức với vai trò MC chương trình âm nhạc và đang dần hướng đến hình ảnh một nghệ sĩ đa năng.
Lê Phương được bạn thân 10 năm Ngân Khánh chăm sóc chu đáo trước ngày lâm bồn. Chẳng những quan tâm, Lê Phương được bạn thân 10 năm Ngân Khánh chăm sóc chu đáo thường xuyên, đưa đi cà phê, du lịch cũng như ăn những món cô thích. Tình bạn bền chặt 10 năm của Lê Phương và Ngân Khánh khiến ai nấy cũng ngưỡng mộ trầm trồ. Dù mang bầu, nhưng Lê Phương vẫn được bạn thân dẫn đi du lịch và đi ăn uống thường xuyên trước ngày lâm bồn. Mới đây trên trang cá nhân, Lê Phương chia sẻ loạt ảnh đi chơi, ăn uống cà phê cùng Ngân Khánh. Có thể nói trước ngày lâm bồn, Lê Phương vô cùng may mắn khi có những người bạn thân luôn đồng hành chăm sóc cũng như quan tâm. Lê Phương hội ngộ cùng Ngân Khánh trong buổi đi chơi thân mật chỉ có hai người trước ngày lâm bồn. Nữ diễn viên gạo nếp gạo tẻ chia sẻ, cuối tuần hẹn hò, ngồi bên cạnh búp bê Ngân Khánh thấy bầu mong manh yếu đuối quá. Loạt ảnh Lê Phương chia sẻ trên trang cá nhân đi chơi cùng Ngân Khánh. Có thể thấy, dù ở những tháng cuối thai kỳ, Lê Phương khá tròn mẫm mỉm, cô cũng chia sẻ được gia đình chồng và mẹ ruột chăm sóc chu đáo. Dù trải qua lỡ chuyến đò, nhưng Lê Phương giờ đây hạnh phúc càng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đến thời điểm này, Lê Phương Ngân Khánh đều có những thành công nhất định trong nghề nghiệp, cả hai vẫn luôn hỗ trợ giúp đỡ nhau khi cần thiết. Ngân Khánh còn hài hước khi đứng chụp ảnh so bụng cùng bạn thân 10 năm Lê Phương. Hội bạn của Ngân Khánh thường chia sẻ nhiều khoảnh khắc giản dị và tình cảm. Những tấm hình Lê Phương nằm tựa vai Ngân Khánh khiến nhiều người tưởng tượng có lẽ tình bạn của họ càng bền chặt. Tình bạn lâu năm của Lê Phương Ngân Khánh không còn xa lạ với người hâm mộ phim ảnh. Trong ngày ra mắt phim mới, vợ chồng Lê Phương đến mừng Ngân Khánh trở lại với phim điện ảnh Quý Cô Thừa Kế. Năm 2017, khi Lê Phương làm đám cưới cùng Trung Kiên, vợ chồng Ngân Khánh cũng bay từ Singapore về dự đám cưới bạn thân. Dù Ngân Khánh sống thường xuyên ở Singapore, nhưng mỗi khi rảnh cô đều về Việt Nam và hai cặp vợ chồng lại cùng nhau tụ họp ăn uống và đi chơi. Cách đây không lâu, Lê Phương được Ngân Khánh đưa đi du lịch Đà Lạt tận hưởng trước ngày sinh em bé. Hiện tại Lê Phương đang ở những tháng cuối thai kỳ, Lê Phương Trung Kiên đang chuẩn bị đón con gái nhỏ chào đời. Để có được tình bạn đẹp và người bạn đích thực không phải dễ dàng, bạn rất cần nhiều nỗ lực cùng xây dựng một tình bạn đẹp và bền vững qua thời gian. Chọn bộ ảnh vòng một phẳng lì đẹp trai tựa nam thần đúng chuẩn soái ca của Kiều Lê. Kiều Lê bất ngờ chia sẻ trọn bộ ảnh chuẩn soái ca sau khoảng thời gian thả thính khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Kiều Lê lại tiếp tục khiến nhiều khán giả đứng ngồi không yên với bộ ảnh chuẩn soái ca. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Kiều Lê chia sẻ trọn bộ ảnh chuẩn soái ca sau khoảng thời gian thả thính khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Có thể nói thời gian gần đây, mỗi lần xuất hiện Kiều Lê luôn nổi bật và tỏa sáng, thu hút mọi sự chú ý với vẻ điển trai và phong cách cực ngầu. Điều khiến mọi người quan tâm không kém chính là vòng một của Kiều Lê đã hoàn toàn bốc hơi. Có thể nói kể từ khi cắt phăng mái tóc dài để đổi sang kiểu tóc tém, tomboy cá tính, Kiều Lê càng khẳng định độ nam tính của mình trong phong cách thời trang và ứng xử. Nhìn Kiều như thế này thì cô gái nào mà không gục ngã cơ chứ? Đúng chuẩn một anh chàng cực ngầu. Theo như chia sẻ của stylist Khê Nguyễn, người đã chuẩn bị trang phục cho bộ ảnh này cho biết, cả ekip thực hiện theo chủ đề Human Create Everything But Never Give Shadow, tạm dịch, con người phá vỡ tất cả mọi thứ nhưng không bao giờ là hình bóng của mình. Vừa ngọt ngào lại vừa lạnh lùng quyến rũ chuẩn soái ca, xứng đáng là đẹp trai nhất Vbiz. Thời gian qua, Kiều Lê có sự quay trở lại vô cùng ngoạn mục trên đường đua Vbiz với sản phẩm âm nhạc Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình. Đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại trong âm nhạc nên Kiều muốn thay đổi chính mình, cởi mở hơn, vui vẻ hơn. Đây không lâu khi trả lời với cánh truyền thông về chuyện tình ngoài đời của Kiều Lê hiện tại, Kiều cho biết đang rất hạnh phúc vì công việc, vì cách sống và cách suy nghĩ của mình thoáng hơn, không khép kín giống như lúc trước. Bây giờ tôi dồn toàn tâm toàn ý cho công việc chứ không chú tâm vào chuyện tình cảm. Kiều Lê với phong cách khuôn ngầu, hình ảnh này có vẻ rất hợp với tính cách của cô nàng đẹp trai ở ngoài đời thường. Để có được một thân hình săn chắc, quyến rũ và khỏe khoắn như bây giờ, Kiều Lê hé lộ bí quyết. Đó là phải cố gắng kiêng đồ ngọt để giữ dáng, uống nhiều nước, thường xuyên đi tập gym. Hoài Linh chỉ nói một từ này giúp Lê Dương Bảo Lâm vượt qua mọi sóng gió showbiz. Chơi vơi giữa showbiz, Bảo Lâm bừng tỉnh vì một chữ danh hài Hoài Linh khuyên. Vào 20 tháng 7, live show của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh mang tên Phù Thổ và Tám Nàng Tiên sẽ diễn ra thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày qua, Lê Dương Bảo Lâm cùng dàn sao trẻ tích cực tập luyện. Trở lại sân khấu kịch, sau khoảng thời gian miệt mài quay game show, Lê Dương Bảo Lâm nhận nhiều chú ý từ khán giả. Trong live show lần này, anh vào vai Phù Mộc, một trong 8 con gái của Phù Thổ, nghệ sĩ Hoài Linh đóng. Tại buổi tập cùng dàn sao trẻ như Khởi My, Đại Nhân, Thanh Duy, Dương Thanh Vàng, Bảo Lâm thổ lộ.
Nhìn sự cống hiến không ngừng của nghệ sĩ gạo cội như Hoài Linh càng làm anh có thêm động lực phát triển nghề nghiệp. Anh lắng nghe thế hệ đi trước dạy dỗ về tâm làm nghề, kỹ năng trình diễn để trụ vững lâu dài. Cơ hội làm việc học hỏi cùng nghệ sĩ Hoài Linh không phải ai cũng có được. Lâm biết ai cũng bận rộn nên khó có thời gian nhiều để tâm sự. Mỗi lần làm việc chung, Lâm ngồi quan sát thế hệ đi trước và tự rút cho bản thân những bài học, giá trị của nghệ sĩ. Đôi khi không phải là bao nhiêu người hò hét, bao nhiêu cát-xê nhận được, mà tình yêu của khán giả, sự trân trọng của đồng nghiệp mới là thứ quan trọng. Đặc biệt, anh Linh chỉ khuyên dặn dò Lâm đúng một chữ là tâm, giúp Lâm vượt qua mọi sóng gió. Thật may mắn khi bao sóng gió và lời đồn thổi, Lâm vẫn còn đứng đây, hỗ trợ anh Linh về mặt nội dung để làm live show, anh nói. Lê Dương bảo Lâm cũng tâm sự, lần giả gái này anh nhờ bà xã tư vấn thêm, dù biến hóa với nhiều dạng vai khác nhau, song việc cướp mặt trong live show lớn đòi hỏi anh đầu tư mạnh về mặt hình ảnh. Anh cực kỳ kỵ việc giả gái không tới nhìn nam tính, vì thế anh nhờ bà xã chỉ cách trang điểm đi đứng nữ tính hơn. Thậm chí anh còn chuẩn bị cùng lúc 3 chiếc váy khác nhau để đưa ra lựa chọn ưng ý nhất. Sau bao nhiêu sóng gió trong đời, vợ vẫn ở đó tin tưởng Lâm hoàn toàn. Không chỉ là bạn đời, cô ấy là tri kỷ góp phần quan trọng trong sự nghiệp của Lâm. Những ngày qua, dù tập luyện đến 2-3 giờ sáng, Quỳnh Anh vẫn vui vẻ chờ đợi, làm tài xế đưa đón tôi trở về. Dần dần tôi nhận ra hậu phương phía sau là thứ quan trọng nhất của người đàn ông. Dù ai bàn cãi gì đi nữa, Quỳnh Anh vẫn là người phụ nữ yêu thương và trân trọng tôi nhất, bảo Lâm chia sẻ.